Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất trên kênh tin tức. Trong 24 giờ qua đã diễn ra những sự kiện nóng hổi như thế nào, tình hình trong nước và quốc tế ra sao. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Cực nóng, miệng nói bắt 200 người, nhưng tay thì thả bốn tiếp viên hàng không, đánh lạc hướng người dân, bảo kê tập đoàn, con ông cháu cha. Thưa quý vị, diễn biến căng thẳng nhất về vụ việc thả 4 tiếp viên hàng không nóng lên trở lại để lôi nhiều tình tiết mới và tập đoàn con ông cháu cha đứng phía sau cũng dần được đưa ra ánh sáng công lý. Mới đây tại kỳ họp báo của chính phủ thường kỳ, ông Tô Ân Sô, trung tướng người phát ngôn Bộ Công an cho hay, hiện nay công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ khoảng 200 đối tượng trong vụ 4 tiếp viên hàng không sách hàng cấm về nước, nhưng lạ thay, tất cả thông tin đều được bịt kín người dân chỉ nghe chứ chưa thấy công bố nào minh bạch. Tại sao lại không thể công khai cho người dân biết để lòng dân an yên mà cứ hẹn ngày này tháng nọ để mọi chuyện dần lắng xuống? Phía người dân cũng thắc mắc, chuyện ông Lê Hồng Nam, thiếu tướng giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã thả 4 tiếp viên hàng không sách vali có chứa chất cấm qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một hành động khiến nhiều người đến nay vẫn còn bất ngờ. Vụ việc này đã bị cộng đồng mạng lên tiếng cả mấy tháng nay, trong đó có nhiều luật sư có uy tín đã chỉ ra cái thiếu sót của ông thiếu tướng này Vụ thả 4 cô tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, mặc dù đã có đủ tăng chứng vật chứng bị bắt ngay tại trận, vậy mà vẫn được thả rất nhanh chóng và khẳng định chuyên án này đã được theo dõi từ lâu. Vậy điều đó cho thấy tính thượng tôn pháp luật chưa thực sự rõ ràng. Khả năng chỉ thi hành theo một bệnh lệnh ngầm nào đó khiến nhiều người dân cho rằng có thế lực đứng đằng sau đang tìm cách che đậy, xóa mọi dấu vết trước truyền thông. Nhiều khả năng phía công an thành phố Hồ Chí Minh tung ra tin bắt đến 200 người là để đánh lạc hướng hành động thả 4 tiếp viên hàng không trăng bốn nhân viên Việt Nam Airlines đã vận chuyển chất cấm như thế nào, ai là người đứng đầu và đường dây này hoạt động bao nhiêu lâu rồi, đến nay vẫn chưa có lời giải. Ở nước ta có rất nhiều vụ án oan thương tâm đã xảy ra vì sự bất cẩn và thiếu trách nhiệm của cơ quan pháp luật và vụ bốn tiếp viên hàng không cũng không phải là ngoại lệ. Hãy cùng chúng tôi làm rõ những tình tiết mới nhất ngay thôi nào. Thưa quý vị, quá bất ngờ về vụ án vận chuyển hàng cấm liên quan đến bốn tiếp viên hàng không của hãng máy bay quốc gia đã lộ ra nhiều dấu hiệu đặc biệt và các thường dư luận bày tỏ rằng tại sao phía cơ quan chức năng lại không điều tra thêm nữa để người dân được hiểu rõ tường tận mà lại đột ngột trả tự do, dư luận hoài nghi nếu là lần đầu tiên thì không sao nhưng đây là một đường dây hoạt động cả chục năm nay thì sẽ thế nào? Bao gia đình, bao mái ấm hạnh phúc sẽ đi về đâu? Sức khỏe của hàng triệu người dân ai sẽ đứng ra đảm bảo nếu các trường hợp bao che hay tiếp tay giúp sức để bốn cô tiếp viên thản nhiên thoát tội thì cần phải xử lý nghiêm ngay sau đó ông bùi lê hùng tri cục trưởng tri cục hải quan tân sơn nhất đã lên tiếng với phóng viên báo chí và yêu cầu họ phải rút kinh nghiệm không bắt buộc phải công khai tất cả thông tin vì vụ phát hiện ra chất cấm lần này không phải là phát hiện ngẫu nhiên sau khi so chiếu mà nó là kết quả của cả một chuyên án theo dõi cả một đường dây từ nhiều tháng này cũng từ đây đã nảy sinh ra nghi ngờ có vấn đề từ phía trong nội bộ tại sao nguồn tin vụ bắt bớ đã bị do dỉ ra bên ngoài cánh báo chí không sợ một đối tượng liên quan trốn thoát hay chẳng, là phía sau là cả một đường dây hoạt động cả chục năm nay được thế lực quan chức ngầm bảo kê. Nhiều người cho rằng vụ án này rất vụng về, làm sơ sài và thiếu tính chuyên nghiệp. Một số khác thì chúc mừng bốn cô gái vì đã thoát nạn. Trước đây rất nhiều trường hợp như bốn cô tiếp viên hàng không, phần lớn đều dựa cột cả. Gia đình của những tội phạm này là những người kém hiểu biết, phần lớn sinh sống ở vùng sâu vùng xa, ít cơ hội tiếp xúc với pháp luật chính vì vậy mà người ta đặt câu hỏi vì sao có sự bất cập này và đặt câu hỏi là bốn cô này có quan hệ với các ông lớn trong ngành hay không bên cạnh đó nhiều người ủng hộ bốn cô gái rất không đồng tình với việc cánh báo chí việt nam đã đưa tin nếu đích danh họ tên đầy đủ cũng như hình ảnh bốn cô tiếp viên hàng không vụ án này là một đường dây rất quy mô và cơ quan chức năng đã tìm ra lời giải bốn cô chỉ là những nạn nhân đã để lộ ra đường dây đây chính là kẽ hở của đường dây cũng có thể bốn cô tiếp viên này đã quá ngây thơ nên mới dính líu đến chất cấm từ trước đến nay, nhiều phi công và tiếp viên đã mang lậu nhưng chỉ dám mang tiền vàng, đồng hồ thuốc tây, phụ tùng máy móc và tự y tế cũng chưa có trường hợp nào dám chơi liều như vậy. Luật sư Trần Minh Hùng bày tỏ với tiếp viên hàng không, họ đã được đào tạo bài bản, biết quy định của hành và cam kết nhiều điều khoản, trong đó có việc tuyệt đối không được nhận hay là mang đồ giúp cho ai. Hơn nữa đây là có tới 4 người, chứ không phải là một người mà lại bảo là không biết. Do đó, nếu theo các thông tin mà cơ quan chức năng đã cung cấp, thì các lý do các tiếp viên hàng không đưa ra chưa thuyết phục. Luật sư cho rằng các tiếp viên có thể sẽ đối diện với các hậu quả pháp lý rất cao. Qua vụ việc này, các cơ quan chức năng cũng như các luật sư thêm một lần nữa khuyến cáo tuyệt đối không nhận giữ dùm hay sách đồ dùm ở sân bay cho dù người lạ có năn nỉ hay trình bày hoàn cảnh ra sao như là quên ký gửi hành lý, hành lý quá cần hay là đi đăng ký để gửi hành lý, vệ sinh. Bởi vì chúng ta có thể rơi vào tình cảnh giúp người nhưng lại hại mình, tự biến mình thành tội phạm bất cứ lúc nào. Đừng để lòng tốt bị người khác lợi dụng để vận chuyển những hàng hóa vi phạm pháp luật. Theo cuộc hàng không Việt Nam, quy tắc của ngành hàng không là hành lý đi theo người, người đi đúng giấy tờ khi đi qua khu vực làm thủ tục an ninh soi chiếu, hành khách tuyệt đối không mang đồ hộ người khác, thậm chí hành lý soi chiếu của mỗi cá nhân cần tách rời, không được để cho người lạ để vào khay đồ của mình. Bắt giữ khoảng 200 đối tượng nhưng vụ bốn tiếp viên hàng không vẫn im xe, mới đây một số đối tượng nhập cảnh quá cảnh để đưa chất cấm vào Việt Nam tiêu thụ, đưa sang nước thứ ba, điển hình như vụ bốn tiếp viên hàng không sau khi phát hiện vụ việc, Bộ Công an đã truy xét lật lại các manh mối bắt giữ khoảng 200 đối tượng liên quan và việc này sẽ còn tiếp tục. Trung tướng Tôn Sô nhấn mạnh, song tại buổi họp báo thường kỳ, chính phủ phóng viên đặt câu hỏi thời gian qua, Bộ Công an cùng các đơn vị đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển chất cấm theo phương thức mới bằng đường sách tay hoặc bưu điện quốc tế. Bộ Công an hãy thông tin thêm về những thủ đoạn này, công tác phòng chống thời gian qua có khó khăn với mắc gì và Bộ có giải pháp gì để khắc phục trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi, Trung tướng Tuần Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an luôn xác định tội phạm chất cấm là tội phạm của các loại tội phạm. Từ tội phạm chất cấm sẽ dẫn đến các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản, nên công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này được chỉ đạo rất quyết liệt, đạt nhiều thành tích. Đứng sổ thông tin, trong gần 6 tháng qua, lực lượng Công an toàn quốc đã phát hiện khởi tố trên 13.000 vụ án liên quan đến chất cấm trên 20.000 đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua công tác đấu tranh thấy nổi lên tình trạng mua bán vận chuyển trái phép chất cấm trên nhiều tuyến địa bàn trọng điểm có sự liên kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác, các đối tượng người nước ngoài câu kết móc nối với một số đối tượng trong nước vận chuyển, mua bán trái phép. Bên cạnh đó là tình trạng người nước ngoài lợi dụng đường hàng không để vận chuyển tại một số sân bay của Việt Nam, một số đối tượng nhập cảnh quá cảnh để đưa chất cấm vào Việt Nam tiêu thụ, đưa sang nước thứ ba, điển hình như vụ bốn tiếp viên hàng không sau khi phát hiện, bộ Công an đã truy xét tật lại các manh mối, bắt giữ khoảng 200 đối tượng liên quan và việc này sẽ còn tiếp tục. Ông Sô so cho hay. Bên cạnh đó, tình trạng tổ chức sử dụng chất cấm tại các vũ trường, quán bar, nhà cao tầng tại một số địa phương diễn biến rất phức tạp. Tại một số tụ điểm vui chơi giải trí, chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các dịch vụ đã làm ngơ cho sử dụng trái phép chất cấm ngay tại cơ sở. Theo trung tướng Tuân Sô, so, qua đấu tranh hiện nay đã ngăn chặn được nguồn cung cấp nhưng quan trọng nhất phải giảm được nguồn cầu, tức là giảm số lượng người sử dụng. Theo ông Sô, mục tiêu hiện nay là giảm nguồn cầu, làm sao tuyên truyền đến các khu dân cư, thôn xóm, không có chất cấm, người dân phải đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt này. Cùng với đó, tuyên truyền tốt chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, lực lượng công an sẽ tiếp tục tiến hành các chuyên án bắt, chặn các nguồn cung đánh vào tổ chức đường dây người cầm đầu, chứ không đánh lẻ tẻ các đối tượng vận chuyển, hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới để cùng đánh chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Trung tướng Tuần Sô nhấn mạnh. Phụ bếp biến thành chủ tịch lừa đảo hơn 15 tỷ đồng. Chỉ phụ bếp trong thời gian ngắn, Trần Thị Hồng Giang nổ là giám đốc nhà hàng, chủ tịch hội đồng quản trị, bằng các vở kịch tự biên tự diễn, gian chiếm đoạt 15 tỷ đồng của các bị hại. Ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Thị Hồng Giang, 42 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa kéo dài trong 2 ngày, 3 và 4 tháng 4. Giang từng làm phụ bếp trong thời gian ngắn tại một cơ sở thuộc chuỗi nhà hàng nổi tiếng trên toàn quốc. Sau khi nghỉ việc, Giang lao vào các trò chơi đổi thưởng trên mạng xã hội, dẫn đến nợ nần, nên người phụ nữ này lập kế hoạch đi lừa đảo. Giang tiếp cận các nạn nhân, từ giới thiệu mình là giám đốc nhà hàng tại thành phố Vinh, rồi chủ tịch hội đồng chuỗi nhà hàng trên toàn quốc, có thể xin việc hoặc thuyết phục góp cổ phần chia lợi nhuận. Trong quá trình tiếp cận các bị hại, Giang nhận thấy một số người tin vào tâm linh nên vẽ ra các kịch bản để trục lợi, như đưa ra các phán đoán úp mở về phần âm, về vong, gợi ý làm lễ giải hay thuyết phục chuyển tiền vào một quỹ Phật giáo không có thật, sau 7 năm rút cả gốc lẫn lãi. Tin tưởng rằng như bị hại